À, các bạn nhìn này, các bạn nhìn thấy không, cái thớ thịt này ngon chưa đấy. Welcome to my channel. Chào các bạn nhá. Hôm nay thì anh em mình sẽ nấu món thịt kho trong lon bia này, thì xem nó sẽ ăn sẽ như nào nhá. À, bây giờ anh em mình đây, anh em nhìn này, miếng thịt rất là to. Bây anh em mình sẽ đi chuẩn bị để kho trong lon bia này nhá. Bây giờ thì miếng thịt rất là to như thế này thì mình sẽ thái nhỏ ra nhé, chia ra làm nhiều miếng các bạn nhé. Sau khi thái và tẩm ướp gia vị xong thì bây giờ bọn mình sẽ cho thịt tẩm ướp gia vị vào chai này các bạn nhé, vào lon bia. Mình có thể tận dụng cái lon bia mà mình uống hết, sau đó mình mài ra cái nắp này ra, đó mình nấu cái món này rất là ngon. Đấy. Mình sẽ cho thêm một ít nước, mình sẽ cho nguyên một quả ớt này này cho xuống tận sâu ấy, tí nó lấy cái vị cay cay của nó ra là rất là ngon. Đây là cái nước tẩm đặc biệt. Trong này thì mình đã cho là mì chính, hạt tiêu, sa tế và mì chính nhá. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái xiên để xiên ngang qua đây, sau đó là bắc lên bếp là mình có thể nướng và để ăn được vào nhé. Bây giờ Tiến đang xiên dây thép qua lỗ của chai bia để tí còn nướng các bạn nhé. Lon bia này rất là mềm nên là xin rất là dễ. Cái lon bia này nó rất là mềm nên là xiên rất là dễ, chỉ cần chọc nhẹ nó có thể xiên qua rồi. Thì không có kìm nên phải bẻ tay này rất là lâu. Dây thép này nó rất là dai. Đây là cái nồi nhá, chuẩn bị anh em mình sẽ cho lên bếp các bạn. Để tránh trường hợp mà khi mà cho lên bếp thì nó sẽ bị cho bay vào, thì anh em mình sẽ cho một cái lá sung lên trên chốc như này. Đấy, tí thì bỏ cái lá này ra và có thể chén được ngay. Mình không biết là tí nó ăn nó có ngon hay không, nhưng mà nhìn là rất là thích rồi. Các bạn thấy là lửa rất là to, nhìn cái lá sung mà vừa mình để trên nắp để nó đã cháy rồi. Cái món này chỉ cần đun sủi lên là có thể ăn được các bạn nhé. Ở đây rất là thoáng, ở đây rất là thoáng, rất là đẹp.
phía xa xa các bạn có thể nhìn thấy bầy vịt. Bầy vịt này thì là của nhà hàng xóm. Vịt này ăn rất là ngon. Hôm trước mà mình đã mua một con thử rồi. Ăn rất là ngon. Quay trở lại với nồi thịt của chúng ta. Thì cái đáy, các bạn nhìn này, đáy bắt đầu là thấy cháy hơi đen đen rồi này. Không biết là nó có bị bục không. Ôi ôi, nhìn này, suối này. Các bạn nhìn không? Đun khoảng 5 phút thôi với cái lửa to như thế này nó đã suối rồi. Ui. Nhìn kìa, cái nước vàng vàng rồi. Ui. Mình không phải lấy được cái lá này ra chứ không lấy mà lấy được ra thì các bạn nhìn sẽ rất rõ. Phạch lên thôi, đừng lấy cái đấy để cắn cho đấy. Ui rồi nhìn này. Miếng thịt cỡ khu xồi ôi. Cái nước nó sôi lên nó bập bùng nhìn nó như kiểu là muốn vả mặt mình ấy. Thèm thế. Chắc là mình sẽ đun thêm khoảng 5 phút nữa thôi chứ nếu mà đun lâu quá thì nó cũng sẽ bị cháy cái lon, nó sẽ bị cháy thì nó dễ sơi xuống dưới. Mình sẽ đun 5 phút nữa là vừa chín, vừa đủ chín lại vừa tránh được lon bia nó sẽ bị thủng ở dưới. Lửa rất to. Ngon nhờ, nhìn đây có thể sánh ngang với lại cá kho của Vũ Đại các bạn ạ. Nhìn ngon lắm, mình thấy đây củi này cũng là củi nhãn nhé. Củi nhãn anh em mình đi nhặt được quanh đây rất là nhiều đấy, nhìn kìa. Đây mình sẽ zoom lên cho các bạn xem này. Mùi hạt tiêu rất là thơm. Ôi, khi mà zoom lên thì ảnh nó sẽ hơi bị mờ, các bạn nhìn sẽ không được rõ lắm, nhưng mà nhìn luôn. Nhìn ngon chưa? Đang đói nữa chứ. Cho cao lên một chút. Cái món này mà tí nó ăn với lại rau sống ấy. Yeah. Rất là ngon. Ăn hơi bị quý tộc luôn. Mình có chuẩn bị một ít rau sống ở ngoài kia rồi. Quả ớt ở dưới nó đã chui lên trên rồi. Đấy, chúng ta để các bạn nhìn thấy quả ớt không? Nó chui lên trên rồi. Các bạn nhìn thấy cái quả ớt đỏ kia không? Đấy, thấy chưa? Nó chín rồi đấy, nó nổi lành phành lên trên rồi. Chín rồi đấy. Cạn gần hết nước rồi. Chín rồi. Thơm quá. Để mình đổ ở đây xem nào. Rất nóng này. Khó đổ. Tháo cái dây ra. Ui. Các bạn nhìn nước không? Trời ơi, được mỡ nó ra đã ngon như thế này rồi. Rất là khó gỡ. Đúng quá. Rút dây ra. Vừa từ trong bếp ra thì nó rất là nóng các bạn ạ. Rất là bóng luôn.
Có đâu? Các bạn nhìn này. Đấy. Các bạn nhìn thấy hơi nó bốc lên không? Rất là thơm ngon. Thơm lắm các bạn. Các bạn có thể cho thêm một ít rau sống vào đây nhìn cho nó ngon nhé. Quay rồi. Bây giờ anh em mình sẽ ăn. Xin mời các bạn nhé. Mời các bạn nhé. Ai chấm cái này ngon. Nhìn nào, nước rất cay. Mình cho rất là nhiều sa tế và ớt. Cái quả ớt kia nó khi đổ sủi nó tiết ra rất là cay. Các bạn thấy ngon không? Mời các bạn này. Đấy. Dắt dưới tô vào, mình cho vào ăn. Ngon lắm. Tao rất thích ăn lá chi tô đấy, thơm cực luôn. Mày cho vào mà ăn. Thịt chín đới lên rất là ngọt. Tuy anh Đạt anh thái cũng hơi dày nhưng mà nó vẫn đủ chín ấy, nên là ăn rất là mềm. Thịt chín đới ăn rất là mềm. Nhìn này không tách, không nhìn cuộn là như một đóa hoa các bạn. Hôm nay là mình quên mất mang thìa. Nếu mà mang cái thìa thì xúc cái nước này ăn thì thôi rồi luôn. À, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn thấy không? Cái thớ thịt này. Ngon chưa? Đấy. Hôm nay còn quên không mang theo nước uống thì không có gì để uống thì rất là sót mồm, cay, không có gì để giảm cay các bạn. Thế rồi chọc thủng khoai để chảy hết nước ra đây rồi. Các bạn xem video mà thấy hay thì nhớ là like, share và đăng ký kênh nhé. Nếu các bạn có ý tưởng hay thì hãy comment bên dưới để anh em mình có thể làm video theo những cách bạn thích, theo ý thích của bạn để mang lại cái cuộc sống ý nghĩa hơn trong cái đợt dịch này nhá, góp phần mang lại nhiều clip hay trong đợt này để mang đến các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo nhé. Bye bye.